15 giờ chiều ngày 4 tháng 2 năm 2018, đoàn xe chở đội tuyển U23 Việt Nam đã đến sân Thống Nhất. Người dân và người hâm mộ đã đứng ở hai bên đường để chào đón những người hùng của bóng đá Việt Nam vừa giành được kỳ tích khi đoạt ngôi Á quân ở giải U23 châu Á. Đã từ rất lâu, sân Thống Nhất mới có lại được ngày vui như vậy. Bóng đá chuyên nghiệp thành phố trong giai đoạn khoảng hơn 10 năm trở lại đây đã có nhiều sa sút. Khán giả đến sân Thống Nhất vì thế mà cũng ít hơn thời mà những đội bóng như Hải Quan, Cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh còn thi đấu. Thì cách đây cũng lâu lắm rồi, thì mới có lại cái ngày hôm nay. Ủa ngày 23 ngày hôm nay mới trở lại là cũng như cũng gần 10 năm rồi. Cô thấy là không khí ngày hôm nay là mới thấy trở lại như là cái lúc năm 90 á. Năm 1990 cũng vậy đó. Cô chúc cho U23 Việt Nam cứ là cứ tiến lên. Tiến lên là tiến mãi.